私の特技は。何？足と刃全てよこせ。全員で落とすな。Ngay từ đầu, kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League 2022-2023 đã không tốt với Barca. Họ bị xếp vào bảng đấu khó nhất. Đây là bảng đấu duy nhất trong đó có 3 nhà vô địch châu Âu. Bayern là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu, trong khi Inter là đối thủ không hề dễ chơi một chút nào. Dù đã đầu tư mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng hè 2022, nhưng phải nhìn nhận một thực tế là chất lượng đội hình của Barca vẫn chưa phải là quá tốt. Các tân binh vẫn chưa thực sự hòa nhập hết và Barca vẫn đang trong quá trình xây dựng lại. Blaugrana thiếu bản năng sát thủ để kết liễu Bayern ở Munich và những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến họ nhanh chóng gục ngã. Với việc Bayern quá mạnh, Barca chỉ có thể cạnh tranh chiếc vé thứ hai với Inter. Nhưng những quyết định gây tranh cãi của trọng tài ở trận lượt đi giữa hai đội trên sân Giuseppe Meazza rõ ràng đã gây hại cho Barcelona. Những sai sót trong phòng ngự không phù hợp với đội bóng muốn có mặt ở vòng cuối cùng của Champions League. Đã có những sai lầm cá nhân trong tất cả những bàn thua và Barcelona đã phung phí lợi thế mà họ đã có trong trận hòa 3 đều với Inter dù Dembele đã ghi bàn mở tỷ số. Không thể bỏ qua vấn đề chấn thương, Xavi đã không có Koundé, Araujo, Christensen và Bellerin trong các trận đấu với Inter. Quá nhiều chấn thương cho những trận đấu quan trọng như vậy. Và điều này đã quyết định kết quả của hai trận lượt đi và về với đội bóng Italia. Nếu không có nhiều chấn thương như vậy, có lẽ Barca đã có kết quả tốt hơn. Kể từ khi bị loại ở bán kết trước Liverpool ở mùa 2018-2019, thành tích của Barca như sau. Thua Bayern ở tứ kết mùa 2019-2020, thua PSG ở vòng 1/8/2020-2021 và hai mùa gần nhất là bị loại từ vòng bảng. Thậm chí mùa này, họ còn bị loại trước hai vòng đấu. Với thành tích giảm dần đều và sự tự tin cạn đáy, thật khó để Blaugrana tiến xa. Barcelona đã bị tổn hại khá nhiều về kinh tế do thành tích giảm dần trong những năm qua. Hai năm bị loại từ vòng bảng Champions League khiến các nhà tài trợ bắt đầu đặt câu hỏi nghiêm túc về việc đầu tư vào câu lạc bộ Barca. Điều này khiến cho họ không còn dư giả để chiêu mộ các ngôi sao và chỉ dám nhắm đến những cầu thủ miễn phí. Chính vì thế, không thể có chất lượng đội hình như ý. David.